Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream Support Home. Chúng ta đến với trận chung kết đôi nam nâng cao giải cầu lông Kamito tranh cúp thương hiệu và pháp luật. Trận đấu giữa cặp đôi phía gần màn hình trên trang phục áo trắng, cặp đôi Hồng Nam và Danh Tiến. Và đối thủ của họ là cặp đôi Tiến Tuấn và Lê Văn Tú. Tí nữa quên tên thằng em. Đập cầu rất căng từ Hồng Nam. Cặp với Hồng Nam theo Hùng quan sát là một vận động viên rất trẻ và với thể hình khá nhỏ con. Vâng, nhưng rất khỏe. Liên tục là những tình huống đấu cầu ngang, bật lưới quá nhanh. Lê Văn Tú giao cầu. Đập căng nhờ. Tiến Tuấn đập rất căng. Rồi, hết cơ hội. Xem là đôi vận động viên nào sẽ giành chiến thắng ạ. Hùng thì Hùng vẫn đặt cửa cho cặp đôi áo đen Văn Tú và Tiến Tuấn nha. Cặp đôi phía sang màn hình. Điểm 4-3. Tiến Tuấn là một tay vợt chuyên đơn, có thể nói là top đầu miền Bắc. Nên là về đánh đôi thì tốc độ rất nhanh. Quá căng, không thủ nổi. Tiến Tuấn công tốt, còn Lê Văn Tú thì đánh cầu rất khéo. Và cũng công tốt nữa, Lê Văn Tú cũng công rất tốt. Thủ tốt, không? Mình kia họ dồn ép kinh quá. Hơi vội vàng. Tất điểm số 16 cho Văn Tú và Tiến Tuấn. Vất rồi, thủ tốt quá nhờ. Xuất sắc. Hùng rất thích pha đè trái tay của Lê Văn Tú. Rất dẻo, rất cắm. Hai vận động viên đều đang phong cầu, bung cầu cho tay vợt Danh Tiến. Thủ rất bền. Ngon rồi, vẫn lên. Rồi, đập cầu lỗi. Số đã là 15-6 rồi. Khả năng trận này cũng sẽ chỉ 2 set thôi. Cặp đôi Tiến Tuấn và Văn Tú phải nói là một sự kết hợp rất hoàn hảo. Đang bị dẫn sâu, có lẽ là cặp đôi Danh Tiến và Hồng Nam cũng muốn buông set này để cố set sau. Hy vọng set sau sẽ căng và hay hơn.
kick hay quá. Một pha lỏng khá hay. Điểm 3-1 cho Hồng Nam và Danh Tiến. Úi số. Điểm số 3 đều. Biết Tiến Tuấn và Danh Tú kiểu họ rất biết hãm cầu lại, không cho bên kia công dài. Lê Tú đè cầu rất hay. Bom. Rất khéo léo. Điểm số 5-6. Quá đơn giản. Quá, bên này chủ động hết lần đầu. Đập cầu tốt. Hồng Nam đang rất tích cực tấn công. Tì hay quá. An. Vẫn còn, người thủ dài quá nhờ. Thủ chắc thật. Rồi, tự ui rồi. Rất hay, một tình huống phải nói là tháng 17 cho Văn Tú và Tiến Tuấn. Vẫn cố, vẫn được, vẫn còn. Rồi. Rồi. 18. Không né kịp. 19-20 Danh Tiến giao cầu. Liệu có điều bất ngờ xảy ra? Rồi, không lên rồi.